Rồi, kính chào anh em hoàng thủ nha. Hôm nay là ngày 8 tháng 2. Shop Hoàng Tiger xin lên một lô này gồm vài chục mẫu thùng. Thùng này là thùng nội địa Nhật cho anh em, thùng nội địa Nhật. Đây, tất cả những thùng này là thùng giữ nhiệt cho anh em nào đi câu, dựng mồi, sống, đựng cá, đựng tôm, đựng nước uống, tùy anh em đi business tùy nha. Đây, thùng nội địa Nhật. Anh em mua thùng bên em thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907010129. Shop tên là Hoàng Tiger. Anh em mua thùng thì vui lòng liên hệ. Và anh em nhớ bên em bán thùng là không ship COD, chỉ cọc và chuyển khoản em mới ship nha anh em. Thông cảm cho em vấn đề đó. Thứ nhất, thứ nhì là em sẽ không bao ship. Nhớ nha anh em, em không bao ship. Rồi, đây. Giá thùng mỗi thùng này chắc gỡ, nếu mà thùng nhỏ rơi vào khoảng 440 ngàn, thùng lớn rơi vào khoảng 60 ngàn, 60-70 ngàn nha anh em. Giờ đầu tiên em xin là mã thứ nhất, mã 1A, mã T1, mã T1A. T1A gồm một cái thùng là 6 lít đến 7 lít. Thùng này là thùng nội địa Nhật da băng, rất là đẹp. Bên trong rất là mớ, đây anh em. Bên trong rất là mớ, thùng rất là đẹp nha anh em. Thùng này có diện tích khoảng 6 đến 7 lít. Đây, nắp nhựa mã đinh da băng. Mã này dài là 26, rộng 20, cao 26, 350k. Em sale cái thùng này, giá cũng rất là tốt cho anh em. Cái mã thứ hai là một mã thùng T1B. Thùng T1B là một cái thùng Daiwa Revision. Đây, thùng này thùng xịn nha anh em. Nhưng mà bị vấn đề thứ nhất là nó hư cái này. Thì nhưng mà vẫn mở ra đóng lại được cho anh em. Anh em nào mua, anh em nào sử dụng thùng này để cho mục đích là đi câu bóng đục nè. Anh em nào đi đó, đi câu bóng đục, đi câu Ikeda. Đây, ở trên đây cái hay nhất là của nó là một cái bát y nóc của Daiwa. Cái bát này không mấy trăm ngàn nè, bữa em đã hỏi nha anh em. Đó là lợi cho anh em. Rồi cái thùng này có diện tích là 8 đến 9 lít nha anh em. 8-9 lít cho anh em nào đứng mồi, anh em nào câu câu đầu tôm, câu mồi bột nữa của sông Cầu nè, anh em lấy cái thùng này rất là ok, gọn nhẹ. Đó, có sách qua tài quan lên ngang luôn. Đó, rất là đẹp nha anh em. Thùng này thùng mã T1B. Dài 33, rộng 21, cao 25. Giá 600k. Kế tiếp là một cái mã thùng T2. T2 là một thùng Will Fry. Thùng này có tổng diện tích khoảng 6 lít. 6 lít nha anh em. Đó, cho anh em nào có suối, anh em nào đựng mồi. Đó, rất là đẹp. Đó nha anh em, thùng nội địa Nhật. Bên trong rất là mớ. Giờ giá thùng này cũng 350k. Dài 28, rộng 22, cao 21, giá cũng 350k phòng ship. Kế tiếp là một thùng T3. Thùng T3 là một thùng rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp. Đây mở hai bên nè. Mở cái là ga hai bên. Đây giặt qua đây. Đó, mở cái này cả hai bên, rất đẹp nha anh em. Đó, thùng này là bao anh em. Chưa, nó nắp này dở đây nè, đó. Nó đựng mồi. Đó gài lên rất chắc chắn, thùng này cũng khoảng là 6 đến 7 lít nha anh em. Đó, 7 lít, 6 đến 7 lít. Rất gọn cho anh em nào nó ta sắp luôn. Rồi, cho anh em nào làm thùng câu mà thế thùng nhỏ này cho anh em nào đựng mồi nha. Mã T3 dài 31, rộng 22, cao 21, giá 400k. Tới kế tiếp là mã T4. T4 là một thùng cũng 6 lít. Thùng này của như đây, của gì đây? Vancouver Group 250. Ồ, cái thùng này rất là chắc chắn nha, khóa inox luôn. Đó, thùng này rất là xinh, cũng 6 lít. Anh em nào đựng mồi, anh em nào đựng đầu tôm đó, đựng chai nước. Đó, đựng thùng này rất đẹp nha anh em. Đó, giá thùng này là chỉ 500k thôi, 500k. Mã T4 dài 28, rộng 20, cao 23. Tới mã T5. T5 là một thùng Daiwa, Daiwa Snow. Rồi, thùng này có diện tích là 205, 315, 220. Đó, dài 30, rộng 18, cao 23. Thùng này có nắp phụ nha anh em, nắp phụ. Giá thùng này là 650k nha anh em, 650k. Mã T5 này, khóa mở bên này. Đó nha anh em, rất đẹp nè, trong mới tinh nè. Rồi, tới kế tiếp là mã T6. T6 cũng một thùng Daiwa Lin, cũng cái thùng này là 8 lít nha anh em. Thùng dưới 6 lít, thùng này 8 lít, có nắp phụ luôn. Đây, mở bên đây luôn. Đó, 8 lít này cho anh em là đựng mồi đồ, anh em đựng đồ được rất là ok. Nó phụ của đây qua. Rồi, thùng này 650k luôn. Nha anh em, 650k, thùng mã T6. Tới mã T7. T7 là một cái thùng
của Ati View. Thùng này của nội địa Nhật luôn nha anh em. Thùng này rất là đẹp, màu xanh lá. Đó. Mọi nè. Rất đẹp luôn. Mới tinh. Thùng này rơi vào khoảng 12 lít nha anh em, 12 lít. Đó. Rất là đẹp. Rồi, mã này là mã T7, dài 35, rộng 24, cao 25, 450k. Đó, tới mã T6. T6 cái thùng này là tình trạng đây. Tình trạng là bị gãy một cái này thì em đã bắt khóa inox rồi nha anh em. Gãy cái này. Đó, em đã bắt khóa inox. Rồi, em sẽ bán cái thùng này rẻ. Thùng này rơi vào khoảng 10 lít. Nè. Bên trong rất là đẹp nha. Thùng này rất chắc chắn của Olympic nha anh em. Họ đi nhập xài vô tư luôn nha anh em. Rồi thùng này em bán 400k cùng ship nha anh em. Mã là mã T8. Nha anh em, 400k. Rất đẹp luôn. Cho sale cho anh em luôn thùng này luôn. Rồi, kế tiếp là mã T9. T9 là một thùng siêu đẹp. Đây. Thùng siêu đẹp. Này. Đó, mới tinh luôn. Anh em đáng sale luôn cho anh em luôn. Đó, thùng Big Soy của Tucker Olympic. Đó. Rồi, thùng này có tổng diện tích khoảng 18 lít nha anh em. 18 lít khóa inox, thùng rất là đẹp. Rồi, dài là 38, rộng 26, cao 34. Ghi cũng rõ 900 thì ghi 900, 800 ghi 800. Giờ cái này là em sẽ sale luôn 800k nha, nó ghi 900 ghi vậy đó. Rồi em sẽ sale cho anh em cho 800 cho anh em nhanh tay. Đó, kế tiếp là thùng mã số 10. Mã số 10 là một thùng con lưu 18 lít nữa. Đây, mã 10. Đây, thùng này cũng ngoại hình cũng còn rất đẹp nha anh em. Đó. 28 lít, đây 18 lít, dài 40, rộng 26, cao 32. Cái thùng này giá là 650k, bên trong mới tinh luôn nha anh em. Đó, mới tinh đẹp như ngọc trinh vậy. Khóa inox luôn. Khóa inox. Đó, bát rất là đẹp. Rồi, mã này là mã T10, mã T10 đó. Dài 40, rộng 26, cao 32, giá 650k một ship. Rồi, kế tiếp một thùng là Fit In 18 lít nữa. Này, xả đây. Thùng này là cũng khá đẹp nha anh em, ở ngoài có hơi xước xác. Này, bên trong nè, bên trong đẹp lung linh. Mấy thùng nội địa nè. Thùng rất là đẹp, ron này các cái của Olympic nha anh em. Này. Đó, lúc xả đầy đủ luôn, thùng này rất là đẹp. Rồi, dài 43, rộng 29, cao 36, thùng này cỡ 18 đến 20 lít. Rồi, giá cũng 600k. Rồi, kế tiếp là một cái thùng Olympic nữa nha anh em. 950k gì má, chữ xấu quá. 8 nè. Rồi, một cái thùng Olympic nữa, thùng này rất đẹp nha anh em. Đây, thùng Olympic 24 lít nữa. Nè. Trông rất đẹp, dây đủ đầy đủ hết nha anh em. Máy ninh da băng. Đó, rất là đẹp. Thùng này mớt keng xà beng luôn. Rồi, dài 43, rộng 29, cao 35. Giá thùng này là 850k nha anh em. Em cũng giảm cho anh em luôn. Rồi. Tới kế tiếp là thùng T13. Đây là thùng máy T12 nha anh em. T12 thùng rất là đẹp nha. Tới T13 là một thùng picnic đây, thùng này. Đây, con đây có khay nè. Rồi, má này, thùng này rơi vào khoảng 14 lít nha anh em. Khoảng 13 14 lít. Có khay rất là đẹp. Rồi, thùng này có diện tích là dài 35, rộng 25, cao 35. Rồi, giá chỉ 400k thôi nha anh em. 400k thôi. 400k cộng ship. Rồi, tới cái thùng là T14. T14 là một thùng picnic. Thùng này rất đẹp nha. Hình như thùng này của Mỹ thì phải. Thường thường mấy thùng này là của Mỹ nha anh em. Để em coi coi. Mất in sao băng hay admin quýt ra. Mất in phân soi nha anh em. Của Pháp nha anh em. Đây, 20 lít nè anh em. Mất in phân soi của Pháp nha. Rồi, bán sale cái thùng này luôn. Thùng mã T14, dài 38, rộng 24, cao 37, giá 450k. Cho anh em nhanh gọn lẹ nè. Đó, 450k thùng của Pháp. Kế tiếp là mã T15. T15 là một cây thùng của Wiza Enjoy Your Outdoor Blywood. Rồi thùng này để cho anh em nào đựng cá, đựng đi du lịch nè, outdoor nè. Rồi thùng này rất là đẹp nha anh em. Bên trong keng sò beng. Đây, nội địa Nhật. Mớ rất là mớ nha anh em. Đây. Rất là mớ. Rồi, mã thùng này là mã T15. Dài 40, rộng 20,
7K33, thùng này rơ vào 20 lít, chở 20 lít nha anh em. Rồi giá thùng này là 750k, không ship. Kế tiếp là một cái thùng Colorado. Đó, thùng này rơ vào 22 lít. 20, giỏ 20 22 lít. Made in Japan. Rồi, thùng này của hình có xước xác. Rất là đẹp nha anh em. Rồi, em sẽ sell thùng này chỉ 400k thôi, không ship. Đó, mã số 16. Đó, 41 rộng 28K37. Đó, 400k, nhanh gọn lẹ. Đó. Tới kế tiếp là mã số 17. 17 là một cái thùng rất là đẹp nha. Thùng này là 13 lít thì phải. 13 lít, 13, 14 lít. Rất là đẹp nha anh em. Đây. Đây. Bên trong khay vào đầy đủ nha anh em. Khay đầy đủ nè. Nó mở ra. Khay để ở đây. Đó. Rồi, ok chưa? Ở đây là có bao nhiêu một bộ dao nữa anh em. Đây. Nè. Có dao nĩa, chén dĩa ở đây nữa. Thùng này thích hợp cho anh em nè. Đó, anh em mình đi câu nè, có đầy đủ hết luôn. Đó. Ô phải khay thôi à. Nè, có mấy khay nè. Anh em, đó khay đựng đồ ăn nè. Đây khay, đó. Rồi, đó nha anh em. Đựng khay, anh em là bỏ cái gì vô đây nè để muỗng cũng được nè. Đó, để đồ ăn. Đó, thùng rất là đẹp. Rất đẹp nha anh em, thùng này của châu Âu. Rồi, mã 17. D7 dài 36, rộng 23, cao 231. Thùng này cũng rất là đẹp, giá là 550k nha anh em, cục ship. Đó. 550k, mã 17. Tới mã 18. Tới mã 18 đây, một mã 18 là một cái thùng rất là đẹp nha anh em. Thùng này là thùng 18 lít. Đây, đúng rồi, 15 lít. Thùng này 15 lít của Olympic, có nắp phụ ở trên nha. Đó, rất là đẹp, rất là mớ. Đó anh em thấy không? Rất là mớ, rất là đẹp. Rồi thùng này có diện tích là D18 là dài 38, rộng 26, cao 34, giá chỉ 750k, em sale luôn nha. Thùng này đi Nhật. Đó, cho anh em nào nhanh tay lấy mấy thùng này nè. Rồi kế tiếp là một thùng siêu đẹp nha anh em. Thùng siêu đẹp. Thùng siêu đẹp đây, cái thùng siêu đẹp T19. Thùng T19 này là một cái thùng của Daiwa nha anh em, của Daiwa, dây đầy đủ rất là mớ và khay bên trong rất là đẹp nha. Đây. Thùng này mới ken luôn. Đó. Em chưa vệ sinh thêm. Đó. Cho anh em nào dán xà bông hay gì đó để về vô, rất là mới nha anh em. Đó, thùng của Daiwa. Thùng này có diện tích khoảng 24 lít. Đó, 22 đến 24 lít. Có gì quay đeo. Thùng này rất là đẹp cho anh em nào đi câu Ikara, câu bè, câu suối gì tùy anh em. Rồi. Cuối cùng là một cái thùng 26 lít của Ryobi. Đây. Đó, rất là đẹp nè, 26 lít, thùng mới chát luôn. Đây. Nha anh em. Rồi, thùng này có mã là T20. Dài 51, rộng 29, cao 30, giá là 800 gì? Rồi, sale 750k, giá là thùng này 26 lít nha anh em. Giá cũng khá rẻ. Rồi, cảm ơn anh em cầu thủ nhiều, anh em cầu thủ mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại 0907 010129 giúp em nha.